là mùa hè, mà bị nóng này uống cái americano mà lạnh này, thì kiểu cảm giác mình cũng muốn có khí cà phê nhưng mà muốn uống cho nó khát nước. Cà phê thì nhá, ra mình sẽ uống cà phê cho cái dạng nhẹ nhàng này thôi. Các cái này mọi người chỉ cần mọi người nhìn hương trước thì mọi người thấy nó cũng mùi hương này rất là thơm, giống kiểu mùi hoa quả đấy, chua chua đấy. Nếu mà mình cứ nhìn kỹ thì mọi người sẽ có cảm giác giống cái trà đi mất dâu. Nhưng mà nếu như mình nguội lên thì mọi người sẽ thấy là cái mùi thơm của nó sẽ có thơm hơn, chua hơn, và sau đấy thì mọi người sẽ cảm nhận là được cái hoa quả từ bên trong. Vì thông thường ấy, ngày xưa cụ uống cà phê, cụ nghĩ là cà phê có thể là đen, đắng, sáng, đúng không? Mà không biết mọi người có uống những cái cà phê mà cái cửa nào mà sau đấy là uống thấy là cái cà phê nó rất là mặn, rất là sánh, rất là bóng, đúng không? À, cốt rất là rẻ, một cốc đấy có mình chắc tầm 20.000 nữa, đúng không? Thế làm sao cà phê rẻ thế được? Nhưng mà cho là phải sánh nó mới ngon. Đúng không? Phải sánh nó mới ngon. Đó. Đấy là cái kiểu uống mà nó đã ăn sâu vào tư duy của những người Việt Nam mình trong khoảng suốt hơn 50 năm rồi. Đó. Thế nên là khi mà người mà uống những cái người mà đã uống quen cái đấy, uống sang cái này thì mọi người bảo là cái này chua thế. Mọi người thường cũng thấy, biết là đấy mọi người quay một cái kiểu này không? Kiểu mà nó lõng loãng như thế này, kiểu nó trà như thế này. Anh hay uống thế em, ví dụ như là mùa hè, mà bị nóng này uống cái americano mà lạnh này, thì kiểu cảm giác mình cũng muốn có khí cà phê nhưng mà muốn uống cho nó khát nước. Thì nó kiểu như thế này. Còn americano, cái này thì nó là cái phương thức khác gọi là pour over, cái anh Tùng đang pha cái em kia cũng Tùng pha khá bây giờ. Ok.